Chào các bác nhá. Shop tên là anh Ngọc Ánh nhá. Chào tất cả mọi người. Giới thiệu với các bác một cái lô hàng mới, đó là cái mũ bảo hộ chống ong đốt nhá. Nói chung là mỗi một lần có hàng mới về thì tôi lại phải làm clip giới thiệu cho các bác nắm được là cái lô hàng này thực tế nó có như nào. Để các bác trước khi mua hàng các bác xem kỹ rồi các bác đưa ra quyết định mua hàng nhá. Tại vì nhiều khi là mỗi một đợt hàng nó có sự khác nhau. Nhá, cái lô hàng này là lô hàng mũ mới về đây nhá, sẽ khác cái mũ đợt trước một chút. Thì này tôi xin giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bác để các bác nắm được kỹ nhá. Đây. Đây các bác nhá. Cái mũ này là cái mũ bảo hộ chống ong đốt nhá các bác nhá. Mũ bảo hộ chống ong đốt. Màu của nó là cái màu xanh thực tế như này nhá. Màu xanh thực tế như này. Gọi là màu rèn ri ấy nhá, màu xanh rèn ri này. Đây màu xanh rèn ri này nhá. Cái đường kính vành của nó, đường kính vành của nó thì sẽ là 40 cm, nhưng mà nó là không được đủ 40 đâu. Nó chính xác là 37 cm nhé. Chính xác là 37 cm. Đây là đường kính. Hai cái vành tròn này, hai vành tròn này là đều bằng thép cả các bác nhé. Vành trên cũng bằng thép, vành dưới cũng bằng thép nhé. Và lưới xung quanh, lưới bảo vệ xung quanh này thì sẽ là lưới màu đen. Lưới màu đen, lưới tàn hình. Toàn bộ màu đen hết các bác nhé. Đây, toàn bộ màu đen hết. Rồi. Thì đây là cái mũ này là lô hàng mới. Thì tôi cho các bác xem thực tế như này nhé, để các bác nắm được. Cái này thì nó sẽ nhẹ nhàng gọn gàng hơn cái kia. Và cái lưới đen này thì rồi bà nó rất là trong nhé, nhìn rất là dễ. Cái này thì tôi sẽ độ thử cho các bác xem. Đây. Rồi các bác nhé. Cái này ấy, thì cái lưới của nó là lưới màu đen nhé. Các bác nhìn nó rất là dễ, trong, thoáng nhé. Không có bị cái chắn tầm mắt của mình. Các bác xoay hướng nào cũng vậy nhé. Không có bị hạn chế tầm nhìn của mình nhé. Cái này để các bác thắt vào cổ áo này để chống ong chui lên nhé. Thế đây là một cái mũ bảo hộ chống ong đốt. Thì các bác đi làm ong mật, quay mật này, lao cầu này, làm chúa này, thăm ong này, thì các bác có cái này thì bảo vệ cho mình rất là tốt, bảo vệ sức khỏe của mình. Ong nó không tạt vào cổ mình, không có đốt thẳng trực tiếp vào mặt mình được nhé. Đây là chiếc mũ chống ong đốt. Thông báo luôn cái giá công khai cho các bác nắm được nhé. Đây giá của cái này nó là 100.000 nhé các bác nhé. 100.000 cho một chiếc mũ chống ong đốt như thế này. 100.000 một chiếc nhé. 100.000 một chiếc là đã bao gồm cả cái tiền cước phí chuyển phát nhanh cho các bác nhé. Tiền cước phí chuyển phát nhanh cho các bác về tới nhà, không phải tốn thêm bất cứ một chi phí nào khác nhé. Đấy, 100.000 cho một chiếc mũ này. Và các bác đặt hàng thì rất là đơn giản, ai cũng đặt hàng được, kể cả những bác các chú của các bác đã lớn tuổi rồi cũng rất là dễ. Đặt hàng thì chỉ cần liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của shop. Đây shop có 5 cái đầu số điện thoại này. Đấy. Thì các bác gọi số này không được, các bác gọi sang số khác, cho shop xin thông tin là họ tên địa chỉ, shop sẽ gửi hàng về tận nhà cho các bác. Các bác ở nhà đợi bưu tá tới giao hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá luôn nhé. Ngoài cái mũ chống ong đốt ra thì shop còn rất là nhiều các phụ kiện khác, như là áo liền mũ này, bình xịt khói, dao cắt bít này, lòng nhốt chúa, rồi kim di trùng. Rồi các bác có nhu cầu mua thùng quay mật, thùng nuôi ong, cầu ong, chân tầng, nói chung là cơ bản là cũng có đủ nhé. Đấy, các bác cần món gì các bác cứ liên hệ nhé. Thì cơ bản cái video này là một giới thiệu chi tiết cho các bác về cái mũ của lô hàng mới này, đấy, để các bác nắm được nhé. Không các bác cập nhật cái mũ ở cái video trước khi các bác nhận được cái hàng này thấy nó khác nhé. Thì đây là tôi thông báo cho các bác là có cái mũ lô hàng mới, lưới xung quanh là lưới màu đen hết nhá. Lưới màu đen hết, hàng bao ship đi toàn quốc, đâu đâu cũng mua được nhá. Rất là đơn giản thôi, giá thì có 100.